Giờ anh sẽ làm lại cái thằng này nha. Ok. Sẽ dùng Native với cả Layer. Thường thì cái contrast này chắc cũng không dùng mấy đâu. Đầu tiên tạo hai cái icon cái gì ạ? Tạo icon này sẽ vào new này, vector asset này. Mấy icon đấy phải dùng vector để cho nó giãn không bị gì. Đấy, ở đây sẽ có một đống icon này. Thứ hai. Chọn icon này. Đổi tên này nhá. Rồi. À, có này. Đây là cái định dạng vector của nó vẽ theo góc này. Đấy, các chú nhìn là vector nó vẽ như này này, chứ nó không vẽ theo điểm ảnh. Ok. Điểm ảnh 67 độ. Mày khét thế. Ok. Bookmark này. Có hai loại kiểu bookmark border. Thì đây. Sáu. Nó có quạt mà cạy cho nó thổi nha. Đây thì có nó đang màu đen này, thì nếu mà chú không thích đổi kiểu đấy, chú không thích đổi kiểu anh thì hay đổi kiểu text này, là anh thuộc rồi nó thành màu trắng, còn các chú không không thuộc thì các chú sẽ đổi ở đây đấy. Cái độ này là độ đậm nhạt này, sau rồi thì anh sẽ chỉ cái này, bây giờ cứ để 255. Ok. Đấy, hai cái trắng này nha. Để ra cái layout đây. Ra như này nha. Đổ cái này về cho hình về. Sao nào? Để anh ngẫm á. Anh nghĩ xem viết cái gì cho bọn chú cho kiểu clear. Clear tí là nào trước này. Anh thấy ông Khoa Phạm ông xóa hết đoạn dưới này đi để mỗi cái dòng trên cùng. Đoạn này là cái gì? Mấy cái này á. Ừ. Mấy cái này cứ để đấy. Cái app với tool này cứ để không sao. Xóa được. Nhưng mà để đấy. Ví dụ có các thuộc tính gì thì có mấy cái này hỗ trợ. Nó sẽ là kiểu hỗ trợ thư viện ngoài Ok. ấy. Cái context này là kiểu hoàn cảnh. Cứ hiểu là hoàn cảnh. Và nó sẽ hoàn cảnh ở trong cái main activity này. Sau sẽ chú sẽ tương tác nhiều với context để background. Xem nào. Cái background. Ở đây là có hai cái view bên dưới này. Thì sẽ là lia đi. Vietnam nữa, orientation vertical. Ok. Bên trong nó sẽ có hai cái relative layout. Rồi anh nghĩ xem có đúng không ạ? Bình thường anh tự code thì code nhanh lắm, nhưng mà anh phải nói lên mẹ anh đã biết để nào cho nó clear, Hiểu. cứ 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 từ từ relative layout thì để nói cho bọn chú cái luôn. Nếu nó trồng như thế này thì chắc phải dùng Relative. Ra thứ ba dịp bảy hai ba có trò thế này á. Chiều rộng thì mát ta đơn nhá. Kịch mẹ cao thế.
2 bằng 0 dp width. Một thằng nữa nước ta lại nóng thế. Có chiến dịch nào dạy phát cho đỡ hại mày không? Không hại đéo mẹ như này mà hại sida background và axe này rồi đúng không? Rồi đang nghĩ thêm nghĩ cách để bảo nó cơ ghi á. Một cái frame nào để lại điểm mẹ rồi. Cái view cao nhất thì nó phải là relative em. Bỏ cái quét này, tạm thời bỏ cái quét này nha. Relative cứ... như không có quét đúng không? Ờ, không có quét. Chú cứ nhìn anh làm đi. Chú cứ nhìn anh làm nhé. Để xem anh cho chú xem anh xử lý vấn đề kiểu những lúc kiểu không biết này làm nào. Mấy cái view này dễ mà, nhưng mà mỗi lần chú nhìn trong xấu này nhá, thì chú có thể như win là control alt l và cao ấy, để cho nó resize lại đấy, control alt l để nó resize lại code ấy, hiểu không nhỉ? Auto resize đấy, resize code này chú nhìn rõ hơn nhá. Bây giờ đang có một cái relative cao nhất này, cái thằng live bên trong này, thằng relative to nhất nó cũng mattering hết, đi live nào cũng là hết. Tức là mục đích của nó chỉ là ít mẹ nói thế lộn rồi. Cái này phải chú phải hiểu đi, anh đã biết nói được gì ấy. Thế là có khi nào sau mới hiểu được mục đích nó là gì. Đấy, thấy chưa? Này đi nha. Hai cái relationship. Coi như là vừa lấy code của anh là như thế này. Chỗ anh đang bôi đen này đúng không? Giờ anh chỉ bọc lại thêm thằng relative layout ngoài cái thằng ID rồi thôi. Tức là relative layout ấy, nếu vậy anh để layer bên ngoài ấy, thì tí nữa anh thêm cái đống frame layout này thì nó sẽ trôi ở bên dưới những thằng này đúng không? Đúng không? Bây giờ anh muốn chồng lên thằng layer layout của đấy là anh phải để, anh muốn có một thằng cùng cấp với thằng layer layout này, thì là ví dụ anh bây giờ anh muốn frame layout này nhá, ví dụ 400 này thôi, cứ relative ấy, không cần frame đâu. Rồi, mẹ toàn 6970 này nó hốt rồi. 400 này. Relative layout có thuộc tính này. Center này. Center vertical này. Là ở trung tâm luôn, chu. Nó sẽ ở giữa. Đấy, đây là background. Đây cái này vertical nhầm. Vertical là thẳng, xin lỗi, inherent. Đấy, nó ở giữa rồi. Chú thấy chưa? Tức là đây là một lớp này. Đây là cái lớp bên dưới này. Đây là cái lớp bên dưới. Lớp bên dưới. Đấy. Còn cái thằng này là lớp thứ hai này. Cứ đợi tiếp về code lớp kia, cái lớp bên layer này, lớp bên dưới cùng nhá. Đấy. Đặt ID cho nó này, mỗi thằng phải đặt, những thằng nào quan trọng phải đặt ID nhá. Đặt nó sẽ đặt theo là l layer này sẽ là ll đặt layout below nhá. Okay. Đấy. Thì để anh kích vào thằng này, chúng ta sẽ ra view thằng này đúng không? Giờ như thằng này thì có cái thằng back này với thằng bookmark này. Thì trong đây có set này button
button hay beam view đều có thể click vào được. Grab grab content này, button đéo hay. Tìm này, tìm này đi. Grab grab FSC back thầy nó là màu trắng này nhưng mình chưa nhìn thấy từ từ. Thằng này là màu này. Nóng thế.